thì bây giờ em sẽ xếp lại cái mặt quýt này anh, là mới được xếp á là 2.400 PSI, mà em xin lỗi là 2.400 Nm. Dạ, là tương đương với âm lượng trên máy bơm là 1.500 PSI. Bốn phát rồi, bốn phát là bây giờ xiết còn nửa vòng thôi sang bên này. Vinh chứ đây là Vinh đấy, bây giờ em xiết một phần tám vòng, à em xiết một nửa chu kỳ của cái vòng quay này nhá, đúng không? Sau đây em lại xiết bên này, nó mới xuống cân, bây giờ em đánh này là Vinh. Bây giờ em xuống hết một phát này là nó Vinh, đúng không? Đâu phải là cứ xếp hết một cái này là được đâu. Bây giờ em lên mặt chính xác của anh ấy, mặt chính xác của anh ấy rất kín. Bây giờ em xuống hết là nó tùy cả, nó tùy lúc quay vào đây đi mày ạ. Xuống 6 phát là 6 × 2 là 12, 120 độ là được rồi. Xong bên này nó có cái miếng nẹp bây giờ, từ nó có mình có búa mà. Nào lên nào. Cái miếng này nó dày vậy sao? Đúng rồi, miếng này quá. Dày hơn sáng rồi. Nào lên nào.